Tôi là Elon Musk. Có lẽ bạn đã biết đến tôi qua những cái tên như Tesla, SpaceX hay PayPal. Nhưng hôm nay tôi không ở đây để nói về những thành công đó. Tôi ở đây để chia sẻ với bạn một bài học mà tôi đã học được qua rất nhiều lần thất bại và thành công. Đây là bài học giúp tôi nhận ra rằng tiền không phải là thứ bạn kiếm được, mà là thứ bạn thu hút. Và tôi tin rằng khi bạn thực sự hiểu được điều này, bạn có thể thay đổi cả cuộc đời mình. Vậy, hãy để tôi hỏi bạn, tại sao bạn không có tiền? Có phải vì bạn làm việc không đủ chăm chỉ, hay vì bạn không đủ may mắn? Sự thật là không ai quan tâm bạn đã cố gắng ra sao, mệt mỏi thế nào hay đã thất bại bao nhiêu lần. Thế giới này chỉ trao phần thưởng cho những ai biết cách tạo ra giá trị thực sự lớn lao. Và nếu bạn chưa có tiền, điều đó chỉ đơn giản là vì bạn chưa biết cách khiến tiền bị thu hút. Hãy nghĩ đến Cristiano Ronaldo, một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại. Anh ấy không chỉ tài năng mà còn là biểu tượng của sự kiên trì và nỗ lực không ngừng. Ronaldo không cần tìm kiếm cơ hội, hợp đồng hay quảng cáo. Chúng tự tìm đến anh ấy. Vì sao? Vì giá trị mà anh ấy mang lại trên sân cỏ là không thể thay thế. Nhưng Ronaldo không phải là người duy nhất. Bạn đã bao giờ nghe về J.K. Rowling chưa? Trước khi trở thành tác giả của bộ truyện Harry Potter nổi tiếng toàn cầu, bà là một bà mẹ đơn thân sống dựa vào tiền trợ cấp. Bà bị từ chối bởi hàng chục nhà xuất bản, nhưng thay vì bỏ cuộc, bà tiếp tục viết. Cuối cùng, giá trị mà câu chuyện Harry Potter mang lại cho thế giới đã khiến cả ngành xuất bản phải cúi đầu trước bà. J.K. Rowling không chỉ kiếm được tiền mà còn trở thành nguồn cảm hứng cho hàng triệu người. Hoặc Steve Jobs, một người từng bị chính công ty mình sa thải. Nhưng thay vì để thất bại hạ gục, ông đã sáng tạo ra những sản phẩm làm thay đổi cả thế giới công nghệ. Những gì Steve Jobs tạo ra không chỉ là sản phẩm, mà là giá trị mà hàng tỷ người cảm nhận được mỗi ngày khi sử dụng iPhone hay MacBook. Còn tôi, Elon Musk, đã bao nhiêu lần thất bại? Khi khởi nghiệp với SpaceX, chúng tôi thất bại 3 lần liên tiếp. Mỗi lần thất bại không chỉ khiến tôi mất hàng triệu đô la mà còn làm niềm tin của cả đội ngũ lung lay. Nhưng tôi không dừng lại vì tôi biết rằng giá trị mà chúng tôi tạo ra, khả năng đưa nhân loại đến các vì sao, là điều mà thế giới cần. Và khi chúng tôi thành công ở lần phóng thứ tư, không chỉ tiền mà cả sự ủng hộ từ khắp nơi trên thế giới đều tìm đến. Điểm chung ở đây là gì? Ronaldo, Rowling, Jobs và tôi, chúng tôi không chạy theo tiền. Thay vào đó, chúng tôi tập trung tạo ra giá trị. Tiền, cơ hội và thành công đến như một kết quả tất yếu. Bây giờ, hãy tưởng tượng tiền là một cô gái. Không phải cô gái bình thường, mà là cô gái đẹp nhất, thông minh nhất và giàu có nhất mà bạn từng gặp. Mọi người đều muốn chinh phục cô ấy, nhưng làm sao để bạn có được điều đó? Bạn không thể làm điều đó bằng cách chạy theo, tặng quà hay nói những lời hoa mỹ. Cô ấy không quan tâm đến những điều đó. Cô ấy bị thu hút bởi một chàng trai không giống ai, người không cần cầu xin sự chú ý của cô ấy. Thay vào đó, anh ta tập trung vào phát triển bản thân, học giỏi nhất lớp, chơi thể thao xuất sắc và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Chính những giá trị anh ta tạo ra đã khiến cô ấy không thể rời mắt. Tiền cũng vậy. Bạn không thể có nó bằng cách chạy theo. Bạn chỉ có thể khiến nó bị thu hút bằng cách trở thành người giỏi nhất, tạo ra giá trị lớn nhất và không thể bị phớt lờ. Vậy bí mật của tôi là gì? Hãy ngừng chạy theo tiền. Hãy tập trung vào việc bạn có thể trở thành ai và bạn có thể làm gì để mang lại giá trị thực sự. Hãy tự hỏi, tôi có thể học gì? Tôi có thể cải thiện kỹ năng nào? Tôi có thể làm gì hôm nay để giúp đỡ người khác? Đừng chỉ nghĩ đến việc kiếm sống, hãy nghĩ đến việc thay đổi cuộc sống của chính mình và cả những người xung quanh. Tôi là Elon Musk, và nếu tôi, một người từng thất bại hàng trăm lần, có thể làm được, thì bạn cũng có thể. Hãy nhớ, tiền không phải là mục tiêu, nó là kết quả. Và nếu bạn làm đúng, tiền sẽ không chỉ tìm đến bạn, nó sẽ gắn bó với bạn mãi mãi. Cảm ơn bạn đã lắng nghe những chia sẻ này từ kênh Công nghệ vì cuộc sống và Trung Kiên Tech Devinco. Nếu bạn thấy nội dung này ở đâu đó, hãy nhớ rằng bạn đang lan tỏa giá trị mà chúng tôi luôn hướng đến. Hãy để tiền tìm đến bạn. Hãy tạo ra giá trị. Và đừng quên rằng mỗi bước đi của bạn hôm nay đều có thể thay đổi cả tương lai.